Vội vã quá, làm gì mà vội vã vậy? Vội vã mua xanh sợ lỡ tàu, vội vã bán sàn sợ giảm sâu, vội vã đua mua, vội vã bán, vội vã đầu tư mãi chưa giàu. Cái tụi trẻ bây giờ làm gì mà sống gấp thế, vội vã thế? Cái thời ngày xưa tụi tôi ấy, lấy đà 5, 7, 10 lần không dám nhảy qua rào để vào nhà người yêu. Thế mà bây giờ chúng nó nào là bất chấp cái nọ, bất chấp cái kia để va lao vào thị trường. Và cuối cùng có được cái gì đâu. Các bác thấy không? Hàng quán ế ẩm ghê cơ. Một năm qua rồi mà mọi thứ nó vẫn chưa được quay trở lại như cái thời ngày xưa. Thế 2024 này thì theo các bác, liệu hàng quán nhà tôi bán nó đã tấp nập được chưa? Để tôi còn mở rộng quy mô thêm mai, thêm quất, thêm đào, thêm mọi thứ cho nó vui mắt, vui cửa, vui nhà. Chả là năm vừa rồi vắng bóng mấy anh bất động sản, hàng quán ế ẩm quá. Năm xưa tấp nập người ra kẻ vào, nào là cầm trên tay sổ đỏ, nào là cầm trên tay quy hoạch, nào là cầm trên tay hợp đồng đặt cọc. Năm qua đâu hết cả rồi, tôi không thấy ai nữa cả. Năm nay 2024, các bác bất động sản ơi, các bác cổ phiếu ơi, các bác coi cùng ơi, các bác đến đây ủng hộ nhà tôi nhá. Trứng tím thì sẽ lại lên thôi, cho nên các bác cứ bình an mà tận hưởng đi. Vội vã ra hàng sợ giảm sâu, vội vã margin, vội vã táng, vội vã đầu tư mãi chưa giàu. Cho nên là 2024 này thận trọng nha anh em nhé. 2024 này các bác phải quan sát vĩ mô nó chắc chắn vào. Nó vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều thứ mà có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh của mình. Tình hình kinh tế thế giới có một vài cái tin tức tích cực, nhưng bên cạnh đấy vẫn còn rất nhiều tin bất ổn. Ở châu Âu thì cái vòng luẩn quẩn giữa lạm phát với lại tiền lương, thì khi mà lạm phát tăng thì một số nước bắt đầu tự động cho cái chế độ kích hoạt tiền lương tăng theo lạm phát. Nhưng khi mà đồng lương tăng làm cho chi phí thành phẩm, các giá thành hàng hóa tăng, và làm cho gì hàng hóa tăng thì nó lại kéo theo lạm phát tăng. Thế vậy nó tạo thành một cái vớ luẩn quẩn như thế này. Hai nữa, kết thúc năm 2023 rồi, có rất là nhiều cái tín hiệu đáng mừng cho năm 2024, nhưng bên cạnh đấy vẫn còn rất là nhiều cái đáng lo ngại. Ví dụ như là các cái vùng ảnh hưởng Biển Đỏ, vùng kênh đào, các cái vùng chiến sự trên thế giới vẫn còn rất là nhiều cái gây đến bất ổn cho nền kinh tế. Và có thể nếu mà chúng ta biết được thì nó lại là một cái cơ hội lớn cho năm 2024 này. Tôi lấy ví dụ như ngành thủy sản của chúng ta, thì trong cái những cái bất ổn đấy thì chúng ta lại có thể, đó là một cái cơ hội để chúng ta nâng cái thị phần của mình ở trên thị trường Trung Quốc, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc. Bởi vì Ecuador bị ảnh hưởng rất là nhiều với những cái đường vận tải biển, thì có thể ngành thủy sản của chúng ta năm 2024 này lại tăng trưởng. Cho nên là trong những cái rủi bao giờ nó cũng có tiềm ẩn những cái cơ hội, và nếu như mình phân tích sâu thì đấy vẫn là cái có cái ngách để cho chúng ta có thể nắm bắt được những hoạt động kinh doanh như hoạt động đầu tư, ở đó có thể có được những cái cơ hội mà giúp cho anh các bác tăng trưởng đấy các bác ạ. Cho nên là gì, mọi thứ làm chúng ta phải có tính toán, có chiến lược, có kế sách cụ thể, không thể vội vã dí tiền sợ chờ lâu, vội vã phân lô, vội vã bán, vội vã đầu tư mãi chưa giàu. Nhớ nhá, mọi thứ đều phải có tính toán, phải có hoạch định, phải có kế sách thì chúng ta mới có thể làm ăn bừng sáng trong năm 2024 này được. Kính chúc quý các bác một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ, bấm một nút đăng ký, bấm một nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay.